Sống hơn 30 năm trên cuộc đời mới biết 6 loại thực phẩm là vua dưỡng thận. Mình chăm bổ sung dưỡng thận thì sẽ giúp cho mình sống khỏe, sống trường thọ hơn rất là nhiều. Thứ nhất đó là nước. Nước là một trong những đồ uống quan trọng nhất với cơ thể của mình. Tế bào trong cơ thể của mình dùng nước để vận chuyển chất độc vào trong máu. Sau đó thận sẽ dùng nước để lọc các chất độc và đào thải ra bên ngoài qua đường nước tiểu. Nếu mình uống không đủ nước thì đơn giản tăng nguy cơ vì sỏi thận. Để bảo vệ các chức năng của thận, điều đơn giản mình hay uống đủ nước. Ngoài việc mình uống nước lọc hay uống nước trái cây, nước rau củ cũng bổ sung thêm rất nhiều vitamin và dinh dưỡng nha. Cái thứ hai đó chính là cá béo. Ví dụ như là cá hồi này, cá ngừ này, các loại cá mà sống ở vùng nước lạnh thì rất giàu axit béo, giàu omega 3 cực kỳ tốt. Vậy thì đây là chất béo là được có thể coi là lành mạnh nhất và có thể ăn vào cái chế độ ăn uống của mình. Bởi vì cơ thể mình cũng không thể tự tạo ra omega 3 nên mình bắt buộc phải bổ sung, bắt buộc phải ăn cá. Và bật mí với gia đình mình nha, omega 3 có thể góp phần làm giảm huyết áp, từ đó giảm nguy cơ mắc các vấn đề và các bệnh về thận. Cái thứ ba, có ai thích ăn khoai lang không ạ? Khoai lang nha, cực tốt với những người bị táo bón, đường ruột, là chất xơ rất là cao. Khoai lang ấy lại chứa rất nhiều vitamin và khoáng chất, đặc biệt là kali sẽ giúp cân bằng cái lượng natri ở trong cơ thể mình rất là tốt này, và giảm tác dụng của natri đối với thận nha. Kiêng ăn rau là một điều hoàn toàn sai lầm. Rau xanh lá đậm, các loại rau xanh ấy như là rau chân vịt, cải xoăn, củ cải là trong những cái loại rau mà chứa nhiều vitamin nhất, nhiều chất xơ nhất, nhiều khoáng chất nhất và nhiều chất chống oxy hóa nhất, sẽ cực kỳ tốt cho sức khỏe của mình. Thứ năm, dành riêng cho những người thích ăn trái cây. Nói chung ấy, những cái quả trái cây mọng và có màu đậm, ví dụ như là dâu tây, việt quất này, rồi là mâm xôi, nguồn dinh dưỡng thì khỏi phải bàn, rất là ngon, đắt tiền đúng không ạ? Và đặc biệt quả táo. Táo là một trong những cái món ăn gọi là lành mạnh và tốt nhất, chứa hàm lượng lớn chất xơ và có chứa cả pectin á. Pectin có thể là một trong những cái yếu tố giúp giảm nguy cơ dẫn tới tổn thương thận, bảo vệ thận rất là tốt này. Những người bị đường huyết cao này, mỡ máu cao này, ăn táo nhá, giúp giảm cơn thèm ngọt này, giúp kiểm soát đường huyết này, và đặc biệt giảm cân rất là tốt nha.